IMAT xin kính chào quý thầy cô. Sau đây, IMAT sẽ thực hành xuất đề ngẫu nhiên cho bài 1 mệnh đề thuộc chương mệnh đề và tập hợp của toán lớp 10. Chúng ta tích chọn vào bài số 1. Chúng ta sẽ có các cái dạng toán ở đây. Chúng ta có thể chọn số câu. Chúng ta muốn bao nhiêu câu cũng được, 100 câu cũng được, 1.000 câu cũng được. Ở đây, vì là xuất đề mô cho nên IMAT sẽ xuất nhanh cho thầy cô xem. Tiếp theo chúng ta qua tab tạo đề. Chúng ta chọn số lượng đề cần tạo, ví dụ là 3 đề. Và chúng ta nếu không có cầu kỳ gì nữa thì bấm nút tạo đề, đặt tên thư mục. Lúc này IMAT sẽ tự động sinh các cái hệ số một cách ngẫu nhiên cho dạng toán mà chúng ta đã chọn. Ví dụ dạng toán chúng ta chọn là mệnh đề đúng, cảm thán số là số gì, số chia hết cho mấy, nghiệm của phương trình là, thì IMAT sẽ tự sinh ra các số một cách ngẫu nhiên cho dạng toán này. Và chúng ta thấy là IMAT đã sắp tạo xong đề số 3. Và sau khi tạo xong đề số 3 thì sẽ bung ra cho chúng ta xem. Đây là file đề và lời giải của 3 đề. Chúng ta cùng mở lên. Sau đó chúng ta vào bước cuối cùng là vào menu Work to PowerPoint, xử lý câu hỏi IMAT, bấm Yes để chương trình tiến hành làm đẹp cho thầy cô. Như vậy, chỉ sau một thời gian rất là ngắn, chưa đầy một phút, thầy cô đã có ngay 3 đề luyện tập với hệ số ngẫu nhiên cho phần mệnh đề. Đây, mệnh đề nào đúng, mệnh đề sai, phủ định của mệnh đề chưa biến, mệnh đề kéo theo, trắc nghiệm đúng sai. Và các con số này là ngẫu nhiên hết nhé quý thầy cô. IMAT sẵn sàng phục vụ quý thầy cô.